Thưa quý vị, nghề báo được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhưng cũng đầy vinh quang. Qua báo chí, mọi mặt của cuộc sống đều được phản ánh một cách kịp thời, chính xác. Nhưng để có được những tác phẩm đó là cả một quá trình làm việc gian nan, lặng thầm. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị khán giả hãy cùng tìm hiểu về nghề báo qua một góc nhìn về âm nhạc. Ca khúc Tâm sự người làm báo của nhạc sĩ Phạm Việt Long được nghệ sĩ ưu tú Hương Giang thể hiện là một ca khúc trữ tình, ngợi ca về nghề báo và người làm báo. Bằng cảm xúc của một người cầm bút từng kinh qua chiến tranh, lửa đạn, đến hòa bình xây dựng đất nước, nhà báo nhạc sĩ Phạm Việt Long tâm đắc với hai điều về nghề làm báo và nhà báo, đó là đi tìm sự thật và tinh thần dũng cảm dám đương đầu với mọi gian nan thử thách. Dạn gì thôi, đó là nghề báo. Người làm báo đi khắp nhân gian tìm sự thật. Người làm báo thu hết bao dông vào thân mình. Dù là những dòng tâm sự tự hào, nhưng âm nhạc lại không kém phần hào sảng, trữ tình, đã làm cho tác phẩm Tâm sự người làm báo trở nên mềm mại và sâu lắng, dễ chạm tới trái tim người nghe. Làm thành những dòng tin, làm thành những bài báo, thỏa lòng dân nguyện nước, một lòng quyết dựng xây cuộc sống mới. Chẳng để những hiểm nguy, chẳng mang những lợi danh, quyền hành hay dọa đe, chẳng hề lấy đồng tôi vì công lý. Với giọng ca trong sáng, truyền cảm và cách xử lý tác phẩm tinh tế, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang đã thể hiện thành công ca khúc Tâm sự người làm báo khi đã hóa thân vào nhân vật trong tác phẩm để giải bày tâm sự một cách sâu lắng, trữ tình về nghề báo và người làm báo. Những người luôn lặng thầm cống hiến, xứng đáng với danh xưng thư ký của thời đại. Giữa biển đời mênh mông cuồn sóng, tôi vững tin vào nghề tôi sống, nghề tôi yêu gắn bó suốt đời. Dạn gì thôi, đó là nghề báo. Thân mình.